hiệp thi đấu thứ nhất và để thua với tỷ số 22-25. Sang hiệp thi đấu thứ hai, với việc tập trung phòng ngự hàng sau tốt cùng với việc tấn công biên hiệu quả, đội tuyển Việt Nam sớm vươn lên ngay từ đầu hiệp và kết thúc hiệp đấu với tỷ số 25-20. Bên cạnh các bài chiến thuật đem thử nghiệm ở giải đấu này, yếu tố tâm lý thi đấu trước các đối thủ mạnh cũng là một điểm mà đội tuyển Việt Nam được cải thiện. Trong hai hiệp đấu cuối, Nguyễn Hoàng Thương và các đồng đội luôn giữ vững tâm lý cũng như thế dẫn điểm từ đầu hiệp. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25-21 ở set 3 và 25-23 ở set thứ 4 và thắng chung cuộc 3-1 trước đại diện của Iraq.